hình ảnh thầy ông nội trong phiên tòa xét xử hôm nay. Sư thầy Tịnh Thất Bồng Lai nay đi xét xử ngáp hai cái liền. What the hell? Mệt mỏi lắm rồi, không biết Dĩnh Mi con giờ đang đâu. À đâu? Này một ông lão già nua, ốm yếu, đi không vững vào tù có tàn ác quá không? Cụ ốm yếu như thế sao chịu được cảnh tù này, sao chịu được cảnh lao động? Cụ là bậc chân tu thánh sống, hoa đà tái thế, đưa cụ vào đấy là mang tội nghiệp rất lớn, chưa kể cụ đã già. Tình thương ở đâu, lòng người ở đâu, thuốc cường dương cụ giấu ở đâu? Tịnh Thất Bồng Lai còn có tên gọi khác là Nụ Cái Bồng Con. Trời ơi chưa? Bảo sao gọi thuê bao sáng giờ? Thầy mà đi tù thì nhà tù lại bị quá tải dân số. Thầy ngáp và dụi mắt đến chảy cả nước mắt. Đây là khuôn mặt của Jack khi về già. Wow. Thầy vào tù thì mua tóc giả đội vào, chứ vào đấy mùng một với rằm nó bắt đọc văn khấn đấy. Quá chuẩn luôn. Tâm hướng Phật Dương, vật hướng về Diễm My. Thí chủ nên tu ở trong tù thôi. Cố ý chăm hoa, hoa không nở, vô tình hít thở thiếu Diễm My. Lú luôn, phát hiện quả G-group, hội những người tin rằng loài bò có thể bay, có đến hơn 100k thành viên đang hoạt động rất tích cực. Nani? Sao lại có hội những người tin rằng có chuồn chuồn bay? Mới đến chữ tin mà nó lạ quá, đang định tô xem bò có bay được thật không? Hội những người tin trái đất không có thật. Hội những người tin con người không có thật. Hội những người tin trái đất hình con cặc. Hội những người tin loài bò. Hội những người tin bò có cánh. Hội những người tin trái đất hình vuông. Ôi trời ơi! Sự thật là bò có thể bay được, bằng chứng là đây. What? Ai không tin sẽ bảo ghét. Quá chuẩn luôn. Có thật nhé mọi người, bằng chứng nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cuộc thi khen công ty bắt đầu. Công ty em tuy lương thấp nhưng rất áp lực. Công ty môi trường thoải mái, lương thì chỉ có lương tâm với lương thiện. What the hell? Công ty mình tốt lắm, mọi thứ hoàn hảo, mình là giám đốc. Ôi trời ơi! Công ty tao lương thấp nhưng được cái xếp nữ điện nước đầy đủ. Wow! Lắp được cái điều hòa mà mùa hè bật 28 độ. Lương ổn định, không thay đổi theo năm. Công ty em rất hoa lệ, hoa cho sếp, lệ cho em. Cứ đến kỳ tăng lương là công ty đang giai đoạn khó khăn. Hiểu kiểu gì? Công ty không có một điểm chê, mà là chê toàn bộ hệ thống. Môi trường hòa đồng, công việc ổn định, lương cao, không áp lực, mát mẻ, rất vui tính, là tất cả những gì công ty tôi đang làm chưa có. Công ty em tuy hay tăng ca làm thêm giờ, áp lực nhưng được cái lương thấp ạ. Công ty em lương không cao nhưng được cái bắt làm nhiều, các sếp vui tính chỉ muốn tác động vật lý vào mồm, cơm ngon như cơm chó, môi trường không sạch sẽ mà thân thiện. Nóng, tiền vệ Quang Hải chính thức gia nhập OFC, đội bóng ở giải hạng 2 ở Pháp, và khoác áo số 19 quen thuộc. Wow. Fan OFC dưới 1 phút điểm danh đây nhé anh em.
phải tự nhiên mà cô và Real có tổng cộng 14 cúp C1, câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới đây chứ đâu. Oh my god. Xem cô từ khi trong bụng mẹ cũng phải 20 năm rồi, nhớ như in những ngày theo dõi cô đá qua chiếc TV anten cũ kỹ. Giờ nhìn thấy Quang Hải gia nhập, cô tự nhiên rưng rưng khóe mắt xúc động như những năm tháng ngày xưa. Khả năng Quang Hải ngồi dự bị. Khó em à, bình luận viên Anh Ngọc xét. Pele từng phát biểu, nhìn Quang Hải chơi bóng tôi thấy phản phất hình bóng nghệ sĩ của Fernando Torres và thêm chút dũng mãnh của Samuel Eto'o. Cậu ấy hội tụ những phẩm chất của một huyền thoại. Đối mặt với Quang Hải thì dù đó có là những bậc thầy phòng ngự như Paolo Maldini, Jacinto Pechetti hay Paul Redner thì đều là những ngã hề. Nếu cậu ấy chơi ở giải bóng đá ngoại hạng Anh thì không phải Son Heung-min mà Quang Hải mới chính là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất tại đây. À thế à? Mẹ nhìn nè, con là công chúa. Đúng vậy con yêu. Bố nhìn này, con là Son Goku. Có cái con cảm, tao mới là Son Goku. Hả? Goku rồi, mày làm Gohan, Gojek hay Google gì khác đi con. Mày chỉ là Gohan thôi, bố mới là Goku. Cho mày làm Goku, bố mày tên Naruto mạnh hơn. Kẻ biến thái rình mò rồi giờ trò đồi bại với cô gái trẻ ngay trước cửa nhà trọ có thể bị phạt tới 8 triệu đồng. Một bạn nữ nào đó gặp tao thì tao hấp mẹ lại. Hả? Xứng đáng được hưởng khoan hồng. Wow. Sao không lấy 8 triệu đó đi chơi có phải hơn không? Lộ vãi lều. Bóp có mấy cái 8 triệu, phụt ra cả con mà có 5 triệu. Hiểu kiểu gì? Với 8 triệu anh ấy có thể múc, với giá 300k thì được 26 lần, với giá 500k thì được 16 lần, với giá 1 triệu thì được 8 lần, nhưng anh ấy quyết định nộp phạt. Hà Nội, nắng nóng gay gắt, có quán nước mía kiếm nhẹ nhàng sương sương 18 triệu đồng trên ngày, quán trà đá bán cũng lãi tiền triệu mỗi ngày. Nani? Trước học đại học hay ra cổng trường uống nước thấy chị bán mía thân thiện nhưng vất vả, cực nhọc lại thương. Nói vui với chị, mai này em ra trường làm to em sẽ mời chị về làm thuê cho em. Em sẽ đãi ngộ tốt, ra trường 3 năm lại ra xin chị chân phụ bán nước mía. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thank you.